Dạ xin kính chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em quan tâm tới đất Gia Lai, bất động sản. Nay em quay và đăng tải lên một lô đất vườn cà phê thuộc xã Công Hà Tốc, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Một lô đất phải nói là siêu đẹp và giá cả hợp lý nhá. Đây ạ, quý anh chị thấy đấy ạ, trước hết thì em giới thiệu. Đây là con đường liên thôn, là đường giàu nhá. Khu dân cư này ở rất đông, thì em sẽ bay lại cam quý anh chị sẽ thấy. Theo hướng này chúng ta ra tới đường Ủy ban Nhân dân xã, đường cách mạng lối dài và về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì bán kính khoảng 3 cây số đổ lại thôi ạ. Khoảng 3 cây số thôi. Và đây là khu dân cư, đất phun hồng nhá. Và ra tới ủy ban dân huyện Chư Sê cũng như trường học cấp 3, bệnh viện, ngân hàng vân vân, cũng như là quốc lộ 14A thì bán kính trong vòng khoảng 8 cây số đổ lại, 8 cây số đổ lại thôi. Và đây là cũng có đường thông nhá. Theo hướng này chúng ta ra tới ủy ban xã là Bá và đường thông lên thành phố Bà Cu, Gia Lai. À, cũng như sân bay thì khoảng 40 cây số đổ lại thôi ạ. Và đây hôm nay gia chủ có nhờ em vào đây quay và đăng tải lên một lô đất có hai mặt tiền đường. À, đây là cái đường bên hông là con đường đất nhá. Và con đường dầu đây. Có diện tích mặt đường dầu đây để em nhắc lại là 180m nhá. 180m mặt đường luôn. À, trong đó là đất sử dụng trong bìa và cũng như đất sử dụng là 1 hectare. À, và có 1.200 cây cà phê. Toàn bộ giống mới nhá. Đất thì chúng ta đất bằng nhá. Đất này thì chúng ta không phải là đất đỏ ba gian mà cũng là đất đất pha đen nhá. Đất pha đen. Đất này rất phù hợp cho cây cà phê và cây ăn trái giống như cây sầu riêng. Và đây ạ, 1.200 cây cà phê cho chúng ta vào thu kinh doanh nhá. Đây ạ, cà còn rất đẹp. Năm vừa rồi gia chủ có thu được 6 tấn cà nhân. Phải nói là đúng chính xác. Bởi vì cái lượng cành đây còn rất đẹp đấy ạ. Nếu năm nay cũng phải thu tương đương như năm vừa rồi, từ 5 tới 6 tấn. Đó. Giá cà phê hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rồi, lên tới 90 mấy nghìn trên một ký cà phê. Nên là chúng ta làm ăn kinh tế về phát triển cây cà phê đây thì rất là ok. Với lô đất này chúng ta có thể trồng sen canh nhá, chúng ta có thể làm nhà định cư ở tại đây. Có điện, có giếng. Đó. Nguồn nước là không thiếu nhá. Đây chưa hết thì em đi vào em quay cái vườn cà phê của chúng ta đây ạ. Đó. Và đây trong này thì gia chủ có trồng sen canh được khoảng trên dưới 200 trụ tiêu và có một vài cây sầu riêng thôi ạ. Đó, con đường là ôm vùng quanh cái vườn của chúng ta nhé. Đây là con đường để cho đi vào, trong đó có một số bà con ở trong đó làm vườn. Đi cứ đi dọc theo cái vườn của chúng ta hết đất luôn. Đó, cà phê thì được gia chủ vẫn còn chăm sóc khá chi là tốt đây ạ. Ở đây em thấy có một cây sầu riêng trồng tự nhiên không chăm sóc mà nó tốt cỡ này đấy ạ. Đó. Nên là đất này rất phù hợp với cây sầu riêng nhé. Phải nói một lô đất có diện tích 1 hectare mà có mặt đường dầu tới 180m luôn, đất phun hồng. Thì quý anh chị phải nói là một lô đất này chúng ta rất có giá trị về cái đất nhá. Mà gia chủ đang đưa ra một cái giá tổng diện tích này bao sang tên chỉ có 1 tỷ 350 triệu thôi. Đó, 1 tỷ 350 triệu. Đất tới có 180m mặt đường dầu. Ngay khu dân cư. Chúng ta định cư ở đây rất thuận tiện nhá. Đường này là đường thông nhá, chứ không phải là đường cụt. Đường thông từ xã này qua xã kia luôn. Và em cũng xin giới thiệu thêm mấy quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em. Kênh Nhà Đất em còn rất nhiều quý đất đẹp, giá rẻ hợp lý. Kể cả đất lèn cho tới nhà, vườn, sầu riêng, cà phê và đất trống, đất trắng vân vân. À, nếu chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. À, em có rất nhiều các quỹ đất đẹp, giá rẻ hợp lý. Đó, đất của chúng ta ôm cái mặt đường này, tức là đi vùng quanh cái vườn của chúng ta nhé. 180m mặt đường dầu đây. Đó, nó ôm tới tút xuống dưới hai cái trụ điện dưới kia đó. Đó. Một lô đất rất đẹp, đất bằng tuyệt đối nhá. Đó, mà với cái giá này này em thấy quá hợp lý. Rồi, mọi thông tin chi tiết liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442.
em sẽ tư vấn kỹ hơn, chụp bìa đỏ pháp lý, gửi thông tin kết nối Zalo với em sẽ gửi thông tin đầy đủ và em sẽ đưa về đây để xem vườn và gặp trực tiếp chủ nhà để chúng ta giao dịch mua bán nhé. Rồi bây giờ xin mời theo dõi livestream ạ. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp.